siêu vui luôn đấy các bạn ạ. À, cuối tuần mà đi cà phê mèo này dắt bạn trẻ con hay là dắt bố mẹ đi đến đây là một trải nghiệm rất là thú vị, được cho các đếm mèo ăn. À, mèo ở đây có những đếm mèo đẹp thôi. Ông bà nào mà mê mèo nhưng không có điều kiện để nuôi, đi vào đây đúng là thiên đường luôn đấy. Có rất là nhiều giống mèo, từ mấy đứa to đùng bên cu này, xong mấy bé tai cục này, mấy bé chân lùn. Ôi, chúng nó dễ thương khủng khiếp, mà họ nuôi rất là khéo, đông mềm. Quán thì có khoảng tầm 40 bé đấy, nhưng mà rất là thơm. Lông mấy đứa mèo đây chờ nó đã, mà kiểu họ tắm thường xuyên ấy, thế nên nó thơm lắm. Cái mô hình cà phê mèo kiểu này ấy, dẫn ba mẹ hay là ông bà đi cũng khách lắm. Bởi vì ở đây có quá trời những cái giống mèo lạ mà ở ngoài ít khi được nhìn thấy ấy. Thế xong là vé vào cửa, mua vé vào cửa xong thì được ăn đồ ăn rồi là nước uống thoải mái, ngồi đến bao giờ thì ngồi. Nhưng người lớn người ta đi, người ta chưa thấy cái mô hình nào như thế này. Đến là một cái trải nghiệm nó rất là thú vị. Này thường đi đến đây thì ít khách hơn, ngồi rất là chill, như là kiểu mình có thể ngồi học bài hay là làm việc chạy deadline, ngồi từ sáng đến tối mà không thể lo là phải on.